Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tạp chí Sức khỏe và Đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Trung tâm y tế huyện Khoái Châu gia tăng người mắc bệnh truyền nhiễm. Huyện Tiên Lữ tập huấn điều tra hồ sơ quản lý sức khỏe. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về bệnh sốt xuất huyết. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc hỗ trợ trị bệnh phong thấp bằng đông y. Cuối chương trình là câu chuyện y tế, thanh toán viện phí không dùng tiền mặt sẽ thực hiện từ đầu năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tại khoa truyền nhiễm, Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, lượng bệnh nhân điều trị trong tháng 9 đã tăng gấp đôi so với những thời điểm trước. Nguyên nhân được cho là do thời tiết đang bước vào mùa thu nên nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhiều. Hiện mỗi ngày khoa truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu điều trị nội trú cho khoảng 40 bệnh nhân, tăng gấp đôi lúc bình thường. Các bệnh người dân hay mắc phải là sốt xuất huyết, sốt virus, zona thần kinh, thủy đậu, quai bị. Đối tượng mắc bệnh khá đa dạng, bao gồm cả người già và thanh niên, có gia đình cả hai vợ chồng đều mắc bệnh phải nằm viện điều trị. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần giữ gìn vệ sinh cá nhân, tổng vệ sinh nhà cửa, đường làng ngõ xóm để tiêu diệt các mầm bệnh và nguồn lây nhiễm. Đồng thời trong chế độ ăn uống cần tăng cường rau xanh, các loại hoa quả chứa nhiều vitamin C và uống đủ nước để tăng cường sức đề kháng. Người dân đi du lịch hoặc đi làm ăn xa nên cân nhắc khi tới những nơi đang có dịch bệnh truyền nhiễm. Xã Xuân Trúc luôn là địa phương nằm trong top đầu của huyện Ân Thi về số lượng trẻ được tiêm các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ này luôn đạt trên 90%, ngay cả khi ở nhiều địa phương các phụ huynh e ngại khi cho con tiêm vaccine 5 trong 1 mới, thì tại đây tỷ lệ các bé được tiêm vẫn khá cao. Có được kết quả này, ngoài làm tốt việc tuyên truyền, thậm chí là đến từng hộ dân để tuyên truyền cho các phụ huynh hiểu tầm quan trọng của tiêm phòng, thì công tác khám sàng lọc ban đầu luôn được coi trọng. Mặc dù chỉ có một y sĩ phụ trách, nhưng việc khám phân loại được thực hiện rất kỹ càng. Các phụ huynh đã quen với điều này nên dù đợi lâu nhưng họ đều kiên nhẫn chờ để con được khám kỹ. Những bé nào chưa đủ điều kiện sức khỏe tiêm sẽ được nhân viên của trạm tư vấn cụ thể. Nhờ đó tỷ lệ trẻ bị phản ứng sau tiêm ở đây cũng rất hạn chế. Thực hiện kế hoạch số 20 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị tập huấn lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Tham gia lớp tập huấn có trạm trưởng trạm y tế các xã, thị trấn, đội y tế dự phòng, cán bộ y tế các trường học và y tế thôn đội. Mới đây, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn huyện cho 14 trạm trưởng trạm y tế các xã và 74 nhân viên y tế thôn đội. Các đại biểu dự hội nghị đã quán triệt các văn bản của tỉnh liên quan đến việc lập hồ sơ quản lý sức khỏe người dân, kế hoạch số 20 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, mẫu phiếu điều tra hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân. Theo kế hoạch, trạm y tế các xã và khoa y tế công cộng, trung tâm y tế huyện thực hiện điều tra trực tiếp tại hộ gia đình hoặc tại nhà văn hóa thôn, khu phố và lập hồ sơ khám quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn từ ngày 1 tháng 10 và tổng hợp trước ngày 25 tháng 10 năm 2019, chuẩn bị cho việc nhập thông tin dữ liệu vào phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử. Việc thiết lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân để tất cả người dân đều được quản lý theo dõi chăm sóc sức khỏe ban đầu, được điều trị hoặc chuyển tuyến phù hợp khi khám chữa bệnh, phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống y tế cơ sở hiện có, nâng cao năng lực chuyên môn của nhân viên y tế cơ sở, tăng cường y tế dự phòng, góp phần giảm tải bệnh viện tuyến trên và quản lý bảo hiểm y tế toàn dân hiệu quả hơn. Hiện nay, bệnh nhân bị tai biến mạch máu não đang có chiều hướng gia tăng, hậu quả để lại rất nặng nề. Liệu pháp châm cứu được biết đến là phương pháp giúp phục hồi di chứng tới 80% và đây cũng là kỹ thuật được khoa Đông y, Trung tâm Y tế huyện Ân Thi đưa vào điều trị từ nhiều năm nay. Hiện khoa đang điều trị cho trên 30 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân phục hồi chức năng sau tai biến chiếm khoảng 30%. Theo các bác sĩ, những bệnh nhân này mặc dù đã vượt qua cơn tai biến, tuy nhiên đa phần đều mắc phải những di chứng về vận động. Trong đó có một số trường hợp chịu di chứng nặng nề, tiêu biểu như rối loạn nhận thức, ngôn ngữ, thị giác, bại liệt. Và để cải thiện tình hình, các bệnh nhân đã được áp dụng phương pháp trị liệu đặc biệt như châm cứu, giúp người bị tai biến mạch máu não có thể phục hồi di chứng đến 70% so với ban đầu. Nguyên lý trị liệu chung của phương pháp châm cứu là dùng kim châm tác động vào hệ kinh mạch, huyệt đạo bị tổn thương, từ đó giúp tiết ra những hoạt chất trung gian có tác dụng phục hồi chức năng bị mất hoặc giảm sút ngay tại vị trí kinh mạch tổn thương. Cũng theo các bác sĩ, thời gian châm cứu kéo dài từ 20 tới 30 phút mỗi lần, 3 lần trên tuần. Lộ trình trị liệu cho bệnh nhân có thể từ 1 tới 3 tháng
tùy theo mức độ nặng nhẹ. Song song với đó, bệnh nhân được kết hợp sử dụng những bài thuốc có tác dụng bổ khí, bổ huyết và tạo sự đàn hồi, co giãn cho mạch máu, giúp tăng hiệu quả điều trị. Khoa Nội nhi Đông y của Trung tâm Y tế thành phố Hưng Yên hiện đang tiếp nhận điều trị cho hơn 20 người mắc các chứng tê bì chân tay, thoái hóa đầu gối, thoái hóa đốt sống lưng, đau đầu, chóng mặt. Trước kia mỗi tháng chỉ có khoảng 40 tới 50 bệnh nhân điều trị y học cổ truyền, hiện nay trung bình mỗi tháng đã có khoảng 80 bệnh nhân điều trị. Nguyên nhân chính khiến lượng bệnh nhân điều trị tăng cao là do trung tâm đã đầu tư thêm các máy móc tiên tiến tương đương tuyến tỉnh như máy sóng ngắn, máy kéo giãn cột sống, dàn sắc thuốc tự động, triển khai áp dụng các phương pháp và kỹ thuật như phương pháp nhiệt trị liệu, đắp nến paraffin, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm. Hiện trung tâm có 6 bác sĩ chuyên khoa 1, riêng lĩnh vực Đông y đã có 2 bác sĩ chuyên khoa 1. Trung tâm đang tiếp tục cử cán bộ đi học các chứng chỉ phục hồi chức năng, thời gian tới sẽ tách Đông y thành khoa riêng biệt để có thể chăm sóc tốt hơn nữa sức khỏe người dân địa phương. Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể gây thành dịch do virus dengue gây ra. Bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, đặc biệt là vào các tháng 7, 8, 9, 10. Trước tình hình dịch sốt xuất huyết năm 2019 trên cả nước đang có diễn biến phức tạp, các gia đình cần cảnh giác trước các dấu hiệu của sốt xuất huyết để phòng tránh và điều trị kịp thời. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bác sĩ Nguyễn Văn Đồng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên. Trước hết thì cảm ơn bác sĩ đã tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, sốt xuất huyết là một căn bệnh như thế nào và nó có nguyên nhân từ đâu ạ? Khi mũi nó nhiễm bệnh, tức là đốt người bệnh có virus thì là nhiễm bệnh và đốt sang người này, gây truyền bệnh xuất huyết cho người bệnh, từ người bệnh sang người này gây một cái bệnh xuất huyết. Và nguy hiểm của xuất huyết là nó rất dễ lây, nó liên quan đến yếu tố côn trùng, liên quan yếu tố người dân, và đặc biệt nó thành gây thành dịch lớn và tỷ lệ tử vong khi chúng ta phát hiện muộn và điều trị không kịp thời sẽ gây tử vong cao. Vậy thì biểu hiện và những triệu chứng của căn bệnh này như thế nào thưa bác sĩ? Đặc trưng thứ nhất là sau khi bị nhiễm xuất huyết thì khoảng độ 2 đến 7 ngày thì bắt đầu bệnh nhân biểu hiện một cái mệt mỏi, cái sốt. Và cái sốt và sốt là đau đầu, đau hốc mắt, rồi khi mà đặc điểm dùng thuốc hạ sốt xong lại sốt lại ngay. Đấy là điều thứ hai, là biểu hiện với mệt hộp nhẹ thì chỉ có sốt không và đau mỏi người, đau mỏi hốc mắt, đau đầu thôi. Còn nếu trường hợp nặng hơn một chút thì biểu hiện một cái da mọc đỏ. Và lúc giờ chúng ta làm trong chuyên môn người ta gọi dây thắt thì có thể là dương tính, và trường hợp nặng nữa thì bắt đầu chảy máu chân răng, kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường, bắt đầu xuất huyết da và thậm chí xuất nội tạng, thì đấy giai đoạn nặng rồi. Nhưng giai đoạn đấy thì nếu chúng ta không xử lý kịp thời thì dễ tử vong. Vậy làm thế nào để phòng tránh căn bệnh này ạ? Khi phòng bệnh thì chúng ta cắt đứt nguồn lây bằng hai cách. Cắt đứt là diệt côn trùng, không cho nó bằng cách diệt mũi. Thứ hai là diệt mũi cách hai cái là diệt mũi bằng trưởng thành và diệt mũi bằng tại bọ gậy bằng quang. Thì muốn làm hai việc đấy chúng ta phòng bệnh hai cách, là phòng bệnh với lại từ trứng nước, tức là phòng bệnh trứng, tức là không cho mũi đẻ trứng, bằng cách gì? Trứng là mũi đẻ nước sạch. Chứa nước sạch như chùm nước mưa, vại nước mưa, những bẹ ná nước mưa, thì chúng ta một cách này phá hủy cái chỗ nó đẻ đi, là chúng ta đậy kín nắp hơn nắp và chùm vại, khai thông công rãnh, rồi lại vệ sinh môi trường, rồi lại chọc như bẹ lá không thể động nước, thì rồi lại, nhưng nếu mà bẻ cái lớp mưa chúng ta có không đậy được, chúng ta thả thì con cá rô, cá cờ để nó ăn bò gậy, đấy là phòng ở dưới, hoặc là như chậu những cọ rửa sạch sẽ những cái chùm vại để úp khô xuống để tránh những trứng đọng lại khi nó nước ngập nó lở, thì đấy là phòng ở dưới nước. Còn phòng khi mà nó trưởng thành rồi chúng ta phòng cách là gì? Cái quan trọng nhất là chúng ta không cho nó mũi đốt mình bằng cách ngủ màn, kể cả ban ngày đến trưa. Thứ hai là chúng ta dùng đơn giản là cách là gì? Đơn giản là gì? Khi chúng ta nhà ta chúng ta có phải có màn, có cái lưới che cửa sổ, lưới che trước cửa nhà, ta xua mũi, đặc biệt là buổi sáng sớm và chiều tối là mũi hay đốt, nhất lúc trước khi trời lạnh chúng ta xoa mũi bỏ mành xuống. Hai là chúng ta đốt hương mũi. Ba là chúng ta đơn giản là dầu gió ta xoa cái trẻ học bài cũng tránh được mũi. Và thứ tư là diệt mũi khi có chỉ định thải dịch lớn, chúng ta buộc phải phun thuốc hóa chất, nhưng với điều kiện phải có dịch có chỉ định bị phun hóa chất tiện rộng. Đây là diệt mũi trưởng thành và diệt mũi khi còn trông trứng nước. Đây là hai cách phòng bệnh chính này, là như vậy. Vâng, cuối cùng thì xin bác sĩ có một vài lưu ý đối với những bệnh nhân đã bị nhiễm căn bệnh sốt xuất huyết ạ. Khi bị sốt huyết, chúng ta nghi ngờ sốt huyết thì chúng ta tuyệt đối không tự chữa thuốc nam, không tự chữa bệnh ở nhà, lên cơ sở y tế chữa để có phác đồ quy định đúng
và đúng và kịp thời thì mới tránh được cái nguy cơ tử vong, cũng như là phòng bệnh cách ly để lây cho người khác thành cộng đồng để tạo dịch. Cho nên khi mắc bệnh chúng ta tuyệt đối không chữa ở nhà, mà chúng ta cần đến trạm y tế điều trị cách ly và có tư vấn của tuyên truyền, tư vấn của chuyên gia y tế thì khỏi được bệnh cho mình, phòng được bệnh cho cộng đồng. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, theo y học hiện đại, bệnh phong thấp còn được gọi là bệnh viêm đa khớp dạng thấp. Đây là một dạng bệnh viêm xương khớp gây tổn thương cho nhiều cơ quan, nhất là khiến các khớp xương, cột sống, tim, hệ thần kinh và các bắp thịt bị sưng đỏ, đau nhức, tê bại. Ngoài ra, bệnh phong thấp có thể gây ra nhiều biến chứng khôn lường. Nhẹ thì tê mỏi chân tay, thoái hóa khớp gối, đau nhức, ê buốt, nặng hơn có thể dẫn đến teo cơ, bại liệt, tàn tật suốt đời. Và để điều trị bệnh này, ngoài phương pháp Tây y thì các bài thuốc Đông y cũng cho kết quả khả quan. Trong chương trình hôm nay, Lương y Nguyễn Văn Hiệp, hội viên Hội Đông y huyện Ân Thi sẽ giới thiệu tới quý vị một trong số những bài thuốc đó. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Bệnh phong thấp thì thường là khi khí huyết người mình nó lưu thông kém thì là nó gây ra sưng nóng đỏ đau, đau các khớp, đau đối xứng này, đi lại khó khăn. Bệnh phong thấp bây giờ thì là nó nhiều yếu tố gây bệnh, ví dụ như là do môi trường, do làm lụng, rồi do ăn uống. Nhưng mà ở nhà chuyên chữa bệnh phong thấp này thì gia truyền nhiều đời rồi, nên là nhà thường áp dụng những cái cây thuốc, vị thuốc quý hiếm để chữa bệnh cho bệnh nhân được tốt. Thì sau đây tôi giới thiệu những cái vị thuốc mà nhà thường dùng. Ví dụ như đây là đương quy. Thì đương quy này nó bổ huyết, còn đây là hồng hoa. Hồng hoa này thì tác dụng nó lưu thông khí huyết. Cái bệnh phong thấp mà nó gây tắc khí huyết thì là nó gây đau. Khi mình có vị hồng hoa nó làm lưu thông khí huyết thì là sẽ không đau nữa. Còn đây là bạch thược. Bạch thược đây là vị này nó cũng để làm bổ huyết và giảm đau. Còn đây là táo, trung hòa vị thuốc. Còn đây kim vân hoa này. Kim vân hoa này nó chống tiêu viêm. Khi bệnh thấp khớp, bị viêm khớp và bị sưng nóng đỏ đau thì dùng kim vân hoa này vào sẽ làm tiêu viêm đi. Còn đây là dây gấm, dây chiều làm cho khí huyết nó lưu thông mát. Còn đây là cái vị gối hạc làm cho tiêu viêm. Còn đây là vị mộc thông. Mộc thông này tác dụng lợi tiểu. Bệnh thấp này thì là thường nó sưng nóng đỏ đau, phải có vị nhất là bổ khí huyết. Thứ thì một vị thì là nhuận tràng, một vị lợi tiểu, một vị thì tiêu viêm. Thế thì các vị sẽ phối hợp vào thì là sẽ làm cho bệnh chóng khỏe hơn. Những cái bệnh phong thấp khớp này thì là thường phải điều trị theo bây giờ thì theo lộ trình thì thường là mình uống từ 1 tháng đến 3 tháng thì mới khỏi được cái bệnh này. Các vị thuốc này thì là gói theo một thang, rồi sắc uống 1 ngày rưỡi một thang, mỗi thang đun 3 lần, mỗi lần khoảng 2 tiếng trở ra thì chắc ra phải uống. Khi bị bệnh thấp này thì uống thuốc thì bệnh nhân cần lưu ý là phải kiêng ăn, ví dụ kiêng thịt chó hay quả cà pháo hay là rau muống, đỗ xanh, đấy là thứ phải kiêng. Còn làm lụng thì cũng tránh nơi ẩm thấp hay là nơi lao động quá sức thì cũng hạn chế. Ngoài những cái vị thuốc uống này thì ngoài ra thì bệnh nhân có thể hái một nắm ngải cứu, một nắm cây dậu rách hay còn cây lá thuần, cây húc tần, đấy là tùy từng vùng gọi. Xong là cho một nhúm muối vào nữa, nhúm muối trắng vào nữa, giã ra, cho một chén rượu vào, sao nóng lên, là gói vào một cái vải, xong là chườm vào chỗ đau, thì cũng làm cho hết đau và hết sưng. Cái bệnh viêm khớp này thì chườm thì sẽ rất tốt. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Bộ Y tế, từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, các cơ sở y tế sẽ thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Hình thức thanh toán này mang lại lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ sở y tế, giúp giảm thủ tục, thời gian đợi chờ cho người bệnh, giảm áp lực cho nhân viên y tế, giúp bệnh viện thông thoáng hơn. Sau đây là ghi nhận phản ứng của người dân ở một số bệnh viện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về quy định mới này. Hôm nay,
vợ chồng anh Vương Văn Thắng và chị Trần Thị Tuyết nằm tại khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Phố Nối được ra viện sau gần một tuần nằm tại đây. Được các bác sĩ thông báo từ sáng, làm các thủ tục giấy tờ, đến chiều anh Thắng mới có thể thanh toán viện phí cho vợ. Tôi ngồi đây khoảng tầm 30 phút, hiện giờ đã chưa được, còn không biết là tiếp theo bao lâu. Còn thanh toán bằng thẻ thì nếu như mà tôi nghĩ tầm tuổi tôi, như tôi đổ lại, tầm 4 mấy tuổi đổ lại thì là tương đối là phù hợp, hoặc là trẻ hơn thì sẽ hợp. Nhưng mà với các người già tôi nghĩ là không phù hợp. Đồng quan điểm với anh Thắng, những người trẻ thì cảm thấy phương thức thanh toán không dùng tiền mặt sẽ mang lại nhiều lợi ích, song cũng còn nhiều băn khoăn. Nếu mà ứng dụng trên thẻ hoặc là qua mạng internet đấy, em thấy nó là rất là tốt đấy. Và bớt được rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc mình không phải ra ngoài đi lại, mình không phải chờ đợi. Đấy, nhưng mà nó tốt như thế, nhưng mà cơ bản là phải được vào thực tế và nó phải là như là tránh được cái như cái là bùn tắc nghẽn mạng. Thì đến lâu thì cũng phải chịu thôi, bây giờ phải đến lượt thì mình mới đến lượt mình thanh toán được. Chứ không phải là mình vào cái này thanh toán được ngay đâu. Thẻ thì ở đây chắc chưa quen nên cứ thanh toán tầm tiền mặt thì nó dễ hơn. Mà có đâu ngoài bệnh viện đông thì thẻ thì nó tiện hơn. Thực tế hiện nay, người bệnh có thói quen tiêu tiền mặt vì đa số có thu nhập từ thấp đến trung bình. Nhiều người làm nông nghiệp hoặc sống ở làng quê, ít có cơ hội tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và mơ hồ với khái niệm thẻ, tài khoản. Đó cũng là một trong những lý do họ chỉ thích dùng tiền mặt như hiện nay. Chúng tôi thì là bây giờ chúng tôi nhờ quê, chúng tôi dùng thẻ thì nó không quen. Bây giờ ý chúng tôi là bây giờ là cứ dùng tiền bằng tiền mặt, mà đi bệnh viện bây giờ cũng dùng một tiền mặt, nó cũng rất đơn giản mà dễ dàng chứ không khó khăn gì cho chúng tôi cả. Với những nhân viên trực tiếp làm công việc thu viện phí, thanh toán viện phí tại viện thì việc tiến tới thanh toán qua thẻ thực sự là việc làm cần thiết. Tôi thấy rằng là việc dùng thẻ là rất là thuận lợi cho bệnh nhân, bởi vì khi bệnh nhân cũng có rất là nhiều người trẻ có nhu cầu là khi họ đến bệnh viện họ muốn sử dụng qua thẻ ATM thì họ không mang tiền mặt. Chúng tôi là cái việc trả tiền lại thanh toán cho bệnh nhân nó cũng rất là thuận tiện. Tôi thấy là cái việc thanh toán qua thẻ này thì nó sẽ giảm tải được cái việc đi lại của bệnh nhân giữa các phòng, không phải ra cái chỗ quầy thanh toán nhiều lần. Trả bằng tiền mặt thì nó sẽ xảy ra nhầm lẫn. Ví dụ như là mình trả thừa tiền hoặc là trả thiếu tiền. Thì nếu như dùng bằng thẻ thì là sẽ hạn chế được cái tình trạng ấy. Thay vì mang theo tiền mặt khi đi khám, chữa bệnh, vừa mất thời gian chờ đợi, vừa đối mặt với nguy cơ bị móc túi, trộm cắp, người bệnh có thể sử dụng hình thức thanh toán điện tử với thao tác quẹt thẻ đơn giản, tiết kiệm thời gian hơn. Tại hội nghị trực tuyến đẩy mạnh triển khai thanh toán điện tử từ không dùng tiền mặt trong ngành y tế do Bộ Y tế tổ chức, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến quán triệt trong toàn ngành về ý nghĩa và lợi ích của phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đơn vị và vai trò của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện áp dụng phương thức thanh toán mới. Các đơn vị trong toàn ngành phải có kế hoạch hành động, bố trí nguồn lực và các điều kiện để thực hiện phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phù hợp với điều kiện của đơn vị. Xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện để kết nối với ngân hàng, tổ chức trung gian thanh toán chi phí. Các cơ sở khám chữa bệnh chủ động triển khai nhiều hình thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt. Trong trường hợp người dân không có thẻ, không có tài khoản ngân hàng, các cơ sở y tế phải phối hợp với ngân hàng có giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt thuận tiện, phù hợp với điều kiện, lối sống của người dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu các cơ sở y tế triển khai các phương thức thanh toán điện tử không dùng tiền mặt tại đơn vị, đáp ứng yêu cầu thanh toán điện tử không dùng tiền mặt của người dân trước ngày 31 tháng 12 năm 2019. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện y tế vừa rồi đã khép lại tạp chí Sức khỏe và Đời sống ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.